Thưa quý vị và các bạn, Miếu Tiên Công hay còn gọi là Đền Thập Cửu Tiên Công nằm ở xã Cầm La, cách trung tâm thị xã Quảng Yên khoảng 5 km. Nơi đây thờ các vị tiên công quê ở phường Kim Hoa, phủ Hoài Đức, thành Thăng Long. Đây là những người có công đầu trong sự nghiệp quay đê lấn biển, lập nên vùng đảo Hà Nam, trong đó có xã Cầm La. Miếu Tiên Công xưa kia là ngôi đền thờ 19 vị tiên công có công đầu tiên quay đê lấn biển, lập nên khu đảo Hà Nam Yên Hưng vào năm 1434. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn 17 vị có quê gốc ở phường Kim Hoa, phủ Hoài Đức, Hà Nội được thờ tại miếu. Hai vị còn lại là Hoàng Nông, Hoàng Ninh được nhân dân đưa về thờ tại tiên công cổ miếu của thôn Trung Bản. Ban đầu, miếu chỉ là ngôi nhà vách đất lợp tranh tre. Đến triều vua Gia Long năm thứ ba, 1804, thì mới được xây bằng gạch ngói khang trang. Tính đến nay, miếu Tiên Công đã trải qua nhiều lần trùng tu, gần đây nhất là năm 1994. Tại bái đường, trên bàn thờ còn lưu giữ được bức đại tự khắc bốn chữ sắc phong của vua Tự Đức năm thứ 28, phong lưu nghĩa dân, và một sắc phong bằng gỗ của vua Khải Định năm thứ 9, sắc phong 17 vị tiên công là Dực Bảo Trung Hưng Chi Thần. Trong miếu hiện còn lưu giữ các hiện vật có giá trị về điêu khắc gỗ. Ngoài các bức chạm truyền thống ở các vì kèo, đầu bẩy, đầu dư, con giường, các đồ thờ tự ở đây đều cho thấy sự tài hoa điêu luyện của các nghệ nhân xưa. Các khám thờ, sắc phong, hương án, bát bửu đều được sơn son thép vàng. Những đường nét chạm trổ thể hiện nhiều đề tài phong phú đa dạng như tứ linh, hổ phù, rồng trầu, hoa lá cách điệu, cá chép hóa rồng. Một trong những lễ hội đặc sắc nhất của làng đảo Hà Nam là lễ hội Tiên Công. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, nhằm tưởng nhớ các vị tiên công có công quay đê, lấn biển, lập nên xã đảo Hà Nam và tôn vinh các bậc lão niên. Lễ hội đông vui và rực rỡ nhất là vào ngày chính hội mùng 7 tháng Giêng, với nghi lễ rước người độc đáo nhất trong cả nước, thể hiện sự ngưỡng vọng tôn vinh các tiên công, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng cửa biển Bạch Đằng. Bên cạnh các nghi lễ, quanh khu vực miếu tiên công còn có các trò chơi dân gian như chọi gà, chơi đu, chơi cờ người và hát đốm. Lễ hội Tiên Công với những nét đặc sắc, độc đáo trong cả phần lễ và phần hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt tâm linh, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân dịp đầu xuân, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng nhân dân và du khách. Năm 2017, lễ hội Tiên Công được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.